Hello, Nguyễn Đức Long xin trân trọng kính chào đại gia đình mình trong buổi sáng hôm nay. Và thưa với quý vị, buổi sáng hôm nay là Long là tiếp tục gửi đến cho đại gia đình một bản tin rất là nóng, rất là sôi động và rất là bức xúc. Phải nói rằng là cái gì cũng rất không còn cái từ ngữ gì mà diễn tả được, khủng khiếp quá quý vị ơi. Đây, bây giờ Long không làm mà mất thời gian của quý vị nữa. Ngay từ bây giờ quý vị nghe sơ qua chút xíu rồi chúng ta vừa nghe vừa bàn luận nha. Tấn công người ta từ cái view, cái like, quý vị biết nói ai không? Đó là nói Vũ Luân. Cái cô bánh tét này đã binh lên tiếng binh giật Vũ Luân và kê tội ra cả hàng loạt nghệ sĩ của Việt Nam chúng ta. Bây giờ quý vị nghe tiếp nha. Tại vì quý vị thông cảm, mình lấy tiếng người ta mình chỉ được có mười mấy giây thôi là mình phải cắt, chứ không thì clip này không được. Đó, từng miếng ăn, từng đồng, từng cắt. Ai tính? Ở đây tôi hỏi cô là ai tính? Hay là cô đang từ bụng ta mà cô si ra bụng người? Bây giờ cô phải suy nghĩ trước đi hãy trả lời nha. Cô đừng bao giờ có những cái bản chất hung hăng một người phụ nữ mà nói mà cái giọng cứ họng họng lên như vậy á, thì nói với quý vị rằng là cái cô này chắc mai mốt cổ cũng bị ung thư vàng họng à, chứ không phải là đơn giản đâu nha. Ai lấy cái nỗi buồn mà làm cái niềm vui cho bản thân mình? Có phải các người đã làm những cái điều đó rồi các người mới hiểu? Bây giờ tôi nói cô một câu đơn giản thế này nè. Cô nói cũng có cái lý do của cô để cô nói, mà người khác nói cũng có cái lý do của người khác, đúng không? Thì ở đây Long cũng nói thật với cả nhà, cái cô này bây giờ Long tìm hiểu ra thì càng ngày cô này càng lộ liễu cái chân tướng một con người cứ như là quá ư là hung dữ à, phải nói câu đó. Cô này cổ sống bên nước Mỹ chứ cổ sống Việt Nam không được. Cổ sống Việt Nam giỏi là cổ sống được 3 ngày à. À, nói tiếp đi. Cô cứ nói tiếp đi. Cái con người đang sống tại ở cái đất nước Hoa Kỳ này. Thì sao? Trong đó có thằng chó, thằng Kim Tiểu Long. Trời ơi, sao mà cô nói hỗn quá vậy? Thằng Kim Tiểu Long làm cái gì cô? Có ảnh hưởng gì đến gia đình của cô không? Có chia đàn sẻ nghé của vợ chồng cô hay không? Có làm cái gì ảnh hưởng đến gia đình cô không mà cô là phải chửi à? Cô chửi nặng thế hả? Cô này lần là hèn chi cô lên tiếng cô binh vực à, cái cô hoa hậu mì ly à, là phải, đúng rồi. Đúng rồi, cái câu đó là hình như là từ xưa đến bây giờ muôn thuở rồi, không cần cô phải nhắc lại. Chúng tôi là người sướng ca vô loại à, mà nhờ chúng tôi thì những người mà hầm hồ, những người hung dữ, những người mà hỗn hào như cô mới có cái cơ hội đi giải trí nha à, cô nên nhớ câu đó. Tại vì người ta có sướng ca vô loại thì người ta cũng không làm ảnh hưởng gì đến bản thân mình và gia đình mình. Thì mình cũng nên thận trọng cái lời nói của mình à, tại sao bây giờ moi móc hết người này đến người nọ? Bây giờ moi móc đến à, Kim Tiểu Long à, rồi bây giờ còn ai nữa nè? Tiếp tục. Người đòi bóng lên hát. Và cái câu nói đó là cái câu nói muốn thở. Chính xác, câu nói muốn thở. Cái mày, cái nghề của mày. Đúng rồi, tại vì cái câu này là nó đi theo muôn thở rồi, cái nghiệp cái nghề rồi. À, còn những người mà làm cái nghề cái nghiệp khác như cô đó, ví dụ như cô bây giờ cô không biết như thế nào, cái mối quan hệ giữa cô với lại cô Sáu với lại cô Hồng Ven như thế nào. Nhưng mà ở đây tôi nói cho cô biết rằng là cô đã đi xa quá xa. Cô bị những cái sau này cô sẽ bị nghiệp quật cô. Nghiệp quật ở đây tôi nói là cái nghiệp nhân quả đó à, cô hả? Cô chửi người ta bao nhiêu thì người ta mai mốt cô sẽ gặp người khác chửi cô bấy nhiêu nha. Mày đi ra mày chà đạp người ta chỉ vì mày muốn con Hồng Loan nó bán
Bây giờ này, dù Hồng Loan có bán rong biển hay là bán rong reo hay là bán cái gì không cần biết, kẹp cái hạt gì không cần biết, nhưng mà Hồng Loan là một người đáng được cộng đồng mạng yêu thương trân quý và người ta ủng hộ, điều đó là đủ rồi, đã chứng minh cho các cô các chị biết rồi. Thành ra các cô các chị bây giờ có muốn la trời la đất gì cũng không thay đổi được cái câu chuyện này ha. Câu kết với Ngọc Quyền, với những con khác là câu kết với Ngọc Quyền để làm gì, và câu câu kết với những con khác để làm gì? Bây giờ nếu như cô có cái bằng chứng đó, cô cứ đưa ra, cô đưa ra đi, cô hãy nói. Còn đằng này cô ngồi cô nói khang, mà cô nói bình tĩnh thôi, mình nói nhỏ nhẹ thôi cô ơi, mình đàn bà con gái mà, mình la chi cho nó lớn vậy, mình nói nhỏ nhẹ thôi, đừng có la lớn nha. Ủa, trà đạp lên được một đứa vừa là cháu vừa là em là đứa nào? Ủa, cô nói gì không ai hiểu gì hết trơn á, đứa nào là cháu đứa nào là em, không biết gì hết luôn, hoàn toàn không hiểu luôn. Đó, đúng rồi, nhét chữ vào mồm vào miệng của một người chết, chứng tỏ là những người như cô nói chứ hoàn toàn ở đây chúng tôi chưa thấy, và chúng tôi chưa bao giờ làm những cái việc mà sai trái với lương tâm của mình. Mà những người mà nhét chữ vào mồm vào miệng của người chết thì chắc có lẽ là cô là người hiểu rồi. Một lũ của tụi bay già đầu hai thứ sáu tóc, cái lũ này là lũ nào, cái lũ nào? Có phải cái lũ mà dành ăn không? Cái lũ mà không phải của mình mà cũng nhảy vô dành của mình không? Hay là của người khác? Hả? Lũ nào? Đây là một cái tài sản của cha người ta để lại mà đòi đồng sở hữu, rồi đòi đồng cái dư rằng là đứng tên, rồi thậm chí ban đầu là không cho con người ta vào nhà, vào phòng của cha người ta. Quá hồn, quá hồn. Đêm. Ai không có sức chống cự? Chứ không phải ngày đêm hết người này, mướn người này, mướn người nọ lên chống cự. Cô cũng đang chống cự đó. Cô cũng đang cứ như bị người ta họ họ dẫn dắt đó. Họ sổ mũi cô đó, đến là cô mới lên cô la làng vậy đó, cái họng cô mới khan tiếng như vậy đó, đúng không? Thành ra mai mốt là cô cũng bị ung thư dầm họng bây giờ, tại vì những người mà la quá đây là bị ung thư dầm họng hết nha. Đúng rồi, tại vì người ta họ nhẹ lòng, thành ra là họ thoải mái, họ cười. Còn mấy cô lúc nào cũng nặng lòng, cũng nặng trĩu trong lòng, muốn tranh giành, muốn cướp đoạt, muốn cứ như rằng là cái gì của người khác đem về cho mình. Thành ra mình đâu có vui vẻ gì đâu, mình cười. Lúc nào cái đầu mình cũng tính toán cái âm mưu của mình mà. Thành ra sao mình cười nổi, đúng không cô? Nghệ sĩ hèn thì tôi chưa thấy, nhưng mà mấy người mà tranh giành tài sản của người khác mới là hèn. Những người mà muốn nhà của người ta mà muốn cướp về cho mình, đất của người ta muốn cướp về cho mình mới là hèn. Chứ còn tất cả những người mà nghệ sĩ, người ta họ chỉ đem lời ca tiếng hát, họ đem những cái trí tuệ tinh hoa của nền nghệ thuật họ đem đến cho coi như là công chúng, thì giống như là họ trao đổi cái sức lao động của họ và được những người thích bộ môn nghệ thuật đó thì họ mua vé họ xem ha, thậm chí như thế nào đó, thì cũng giống như rằng là một người thì muốn mua cái tinh thần, một người thì muốn đổi cái tinh thần,
để mà hai bên cùng có lợi, trong đó có cô nữa đó cô ạ. À. À, Linh Tâm, Cẩm Thu, Phương Hồng Thủy, Ngọc Quyền là những người ngôi sao của sân khấu cải lương Việt Nam chúng ta. Bây giờ dù đã có định cư bên Pháp, bên Úc hay ở đâu, nhưng mà những người này là một thời rất là nổi tiếng tại Việt Nam và được công chúng tại Việt Nam cũng giống như rằng là những người kiều bào Việt Nam định cư ở các nước trên toàn thế giới này. Mà nếu những ai mà yêu thích về bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương thì chắc chắn những ngôi sao này, những nghệ sĩ này được những người đó yêu thương hết lòng. À cô nhé. Kim Tử Long, Kim Tử Long, Kim Tử Long, Kim Tiểu Long, rồi Lê Tấn là sao? Ba người này là sao? Ba người này cũng là những nghệ sĩ chân chính. Những nghệ sĩ mà người ta họ cũng cống hiến hết một đời người của họ để về nền sân khấu, à, phục vụ cho cái nền sân khấu, nghệ thuật sân khấu cải lương của Việt Nam chúng ta. Và đó là những cái tấm gương tốt mà. Tại sao cô lại nói? Cô nói gì tôi không biết. Nãy giờ cô nói vòng vòng tôi không hiểu cái gì luôn á. Cô nói quạch tẹt ra đi. Trời ơi, là lũ nghệ sĩ của chúng tôi có làm gì đâu cô mà cô chửi người ta là hèn hạ bẩn. Chưa có bao giờ việc đó, chưa bao giờ làm cái việc gì hèn hạ cả. Ở đây là những người có tầm ảnh hưởng của công chúng. Vì những người này nổi tiếng thành ra rất là có tầm ảnh hưởng của công chúng, thì cái lời nói của họ cũng rất là có giá trị. Thành ra người ta cũng, nếu như một người nổi tiếng thì quý vị cũng nên nhớ như thế này. Và cô á, tôi nói cho cô biết luôn á, là cô phải nên nhớ thế này. Những người đó họ phải có tâm, có đức, có tài ha. À, thì họ mới làm trở thành một người nổi tiếng. Mà họ đã có tâm, có đức, có tài thì tất nhiên họ biết nhìn xa trong rộng và họ sẽ biết cái việc gì họ nên làm, việc gì họ không nên làm. Thì bây giờ họ có bảo vệ Hồng Loan thì tất nhiên là cái điều đó họ cũng nhìn thấy được cái sự thật bên trong nó như thế nào. Chứ tại sao không bảo vệ cô Sáu chú Bảy mình mà đi bảo vệ Hồng Loan? Thì cái điều đó là điều đó quá dễ hiểu rồi đúng không? Ủa tại sao vậy? Có gì để tiện? Người ta sống đàng hoàng mà cô. Ủa? Cô nói cái gì kỳ vậy? Ai là tạo sức ép dư luận? Rồi ai dặm muối thêm mắm? Ở đây á là các cô mới là người dặm muối thêm mắm, tạo sức ép dư luận để muốn tấn công Hồng Ni, Hồng Loan, để muốn cướp lại cái tài sản đó của người nghệ sĩ Vũ Linh để lại cho con gái người ta. Chứ hoàn toàn có ai đâu, không ai làm việc đó hết cô à. Cô suy nghĩ lại đi, cô đừng nói như vậy. Cô nói như vậy là cô mang cái bệnh tích rồi, không khéo rồi cô lại có cái chuyện gì rồi chồng con cô nó lại hối hận nha. Cô suy nghĩ kỹ đi nha. Đó, đánh lộn con đẹp. Đó, để đi chà đạp. Lôi kéo, đánh lộn, đi chà đạp. Ủa lôi kéo ai? Ở bên này hoàn toàn không có ai đi lôi kéo ai hết. Chỉ có bên phía cô Sáu á. À. Cái phía bên đó mới đi lôi kéo hết người này, dựng người này lên, dựng người khác lên để la chửi. Mà những con người như cô la lớn cái họng, mình la chi? Mình nói nhỏ nhẹ, mình hơn nhau là cái trí tuệ, hơn nhau là cái cách ứng xử, cái hơn nhau là cái cách phản biện, chứ đâu phải la lối cho lớn họng lên mà để hơn người ta, đúng không? Là sao? Mà những người này là sao? Bình thường mà, người ta bảo đối xử bình thường mà. Bất hết một đứa cháu của người ta. Rồi. Trời ơi. Ức hết một đứa cháu của người ta. Cái đứa cháu người ta nó hiền quá hả cô? Cái đứa cháu này nó đàng hoàng quá hả cô? Cái đứa cháu này nó lịch sự quá hả cô? Nếu như mà nó lịch sự vậy thì cộng đồng của người Việt đâu có ai tẩy chay nó. Ai có ai mà lên án đó cô? Cô quá cái dư rằng là binh vực cháu mình hả? Chắc cái con Hồng Em này là cháu của cô hay sao mà cô binh vực ra mặt dữ vậy? Mà cô phải ráng cô róng cái họng cô lên mà để cô la, đúng không? Nếu như
phải là con cháu của cô thương, cô giàu có một xoàng, cô cả đống cả tủ mà. Đó, thành ra là cô tặng cho nó viên hay là cô mua cho nó căn nhà, cái biệt phủ ở bên Mỹ nó, rước nó qua bên đó nó ở. Chứ đằng này là người Việt không ai chấp nhận những con người này có cái tính tham lam vậy ha. Còn cháu cô á, thì cô đem về bên đó, còn hay là cô chuyển qua cho cô nổ cho vui vậy thôi, chứ còn một xoàng kim cương gì, ba cái đá phong thủy cô làm giống như người ta không biết sao. Cái đá phong thủy ba cái đá thạch anh trắng, thạch anh tóc, thạch anh nâu, thạch anh đen, thạch anh trắng, rồi kể cả ba cái mà đá mà agate mà anh não đồ bình thường thôi, chứ có gì đâu mà cô nó nổ, cô nói rằng là đá quý hoa cương. Ở đây hoàn toàn có đá quý hoa cương gì chăng, tôi dòm tôi biết rồi ha, đá phong thủy thôi. À, cô cũng bán, chủ yếu bán cho người Việt mình, chứ còn người Mỹ người ta còn không xài cái thứ này. Tại vì người Việt mình á, người ta họ cái người Á Đông á, người châu Á của chúng ta đó mới là xài ba cái thứ này. À, xin lỗi, cái người châu Á của chúng ta là mà nói chung, chứ còn người Việt Nam chúng ta đó à, mới xài cái loại đá phong thủy này, chứ còn những người khác à, nước khác họ không có xài. Thì cô là người Việt, cô sống tại Mỹ, cô bán cái đá phong thủy đi cho người Việt thôi, chứ là tại sao cô nổ, cô nói là cô là hột xoàn kim cương gì ở đây hả? Ủa, em người ta đang bệnh hoạn, tại sao bệnh hoạn mà ai ăn hiếp? Có ai ăn hiếp đâu, hoàn toàn không ai ăn hiếp hết trơn á. Mà thấy người mấy người bên này ăn à, thì có à, ăn từ hồi xưa thời mà Vũ Linh còn sống kìa, đã ăn rồi, ăn mà ăn đến cặp đầu luôn á. Đúng rồi. Một già một trẻ, già quá hả? Ủa già mà sao còn sân si, già mà sao còn ham muốn, già mà sao còn tham lam, bệnh mà sao còn tham lam. Ủa cô nói mà con không biết rờ sao có cái tôi rờ lên đây, tôi thấy cái đầu tôi tụt lút rồi nè. Tôi rờ lên đây không còn miếng tóc nữa trơn à, bên kia nó ăn quá mà nó ăn đến nỗi mà trọc luôn ha, trọc ông anh mình rồi, để trọc luôn nhà hàng xóm luôn. À, vài trăm ngàn người đi, cái này không phải vài trăm đâu, vài triệu người hay hoặc vài chục triệu người, thậm chí vài trăm triệu người trên toàn thế giới này cũng công nhận là Hồng Loan là đúng, ủng hộ Hồng Loan, chứ không phải là vài trăm người đâu ha. Ừ, 5 người một gia đình, 5 người đó là ai? Ủa chứ sao không anh Hồng? Đúng rồi, chính nhân quân tử chứ. Sao không chính nhân quân tử? Người ta chính nhân quân tử, người ta lần đầu người ta rất là lịch sự, ta xin về ta ở cái phòng của ba ta thôi. 1, 2, 4 không được, cái phòng để cho con Nga nó ở. Trời ơi, bây giờ theo cô nghĩ sao? Cô đứng về góc độ nếu như Hồng Loan là con cháu của cô thì cô nghĩ sao? Cô nói mà cô không có rờ trên cái mã ác, cô thử có lạnh hay là nó nóng. Chứ tôi nãy giờ tôi rờ tôi nghe là nó lạnh ngắt rồi đó. Bị thông báo tóc lạnh ngắt đó rồi, mấy lạnh nó phà phà ra nghe lạnh ngắt rồi. Thành ra nó thiệt cái cô, chứ cô nói mà cô không biết suy nghĩ ha. Ghê là không biết loại người nào hèn hạ, không biết loại người nào hèn hạ, đừng bao giờ nói như vậy nè. Cô chỉ người ta đó, à cô chỉ nè, thường thường cô chỉ người ta đó, cô chỉ người ta một ngón mà ba ngón dưới này cô chỉ ngược lại bản thân cô này á, mày á, đúng không? Thì tất nhiên là ba ngón tay này cô chỉ ngược lại cô này, cô mới là hèn hạ đó. Ừ, đúng rồi. Ừ. Bởi vậy một người phụ nữ mà mở miệng ra là xài toàn giấy 500 không, như vậy là hết xài rồi, cô là hết xài rồi. Cô không còn cái gì để mà xài nữa, xài toàn giấy 500 không à, đóng cái họng lên cho khang tiếng vậy đó. Chi vậy không biết nữa, làm chi vậy hả? Ừ, uống nước đi. Ừ. Ấp chửi.
tụi mày đó. Ừ. Rồi tụi mày làm gì tao? Đâu có làm gì. Con bên Mỹ nè. Ừ. Kiện tao đây, tao cho địa chỉ luôn. Kiện với những người có biết, có hiểu biết, kiện với những người mà có danh dự, có cái tầm ảnh hưởng của xã hội, chứ những người mà vô danh tiểu tốt người ta kiện chi? Kiện chi cho nó uổng giấy uổng mực, uổng công uổng sức, đúng không? Rồi ra ngoài tòa tao sẽ nói cho ông thẩm phán biết. Ừ, biết sao? Sống ở giữa một cái xã hội. Ừ, xã hội này sao? Cái xã hội quá văn minh, quá lịch sự, mà chỉ có gặp toàn là những con người mất phép lịch sự, giống như là mấy cô, đúng không? Mấy cô là những người mất phép lịch sự. Tôi nói như vậy có đúng không ạ? Đất nước sao? Ừ, nước Mỹ sao? Cái sự giáo dục của họ. Ừ. Đất nước Mỹ có sự giáo dục của họ. Mà tại sao người ta không giáo dục những người như cô? Ừ? Tại sao nhỉ? Đất Mỹ là ta giáo dục văn minh, giáo dục như vậy, mà tại sao không giáo dục những người mà hỗn hào như cô? Ừ? Phát ngôn bừa bãi như cô, đàn bà mà xài toàn giấy 500 không? Ừ? Tại sao vậy? Nhóm đạo của họ cao cỡ nào mà tại sao con người Việt Nam sống bất nhân bất nghĩa? Ừ. Con người Việt Nam là giống như cô đó, là bất nhân bất nghĩa đó. Chứ có ai bất nhân bất nghĩa đâu. Ồ, người Việt Nam chúng tôi sống rất là tử tế, rất là văn minh, rất là lịch sự. Còn những con người như cô mới là những con người mà thiếu văn minh, thiếu lịch sự và thiếu hiểu biết và thiếu tôn trọng. À, chỉ mấy người như cô chỉ có sống ở nước Mỹ thôi, chứ về Việt Nam là hoàn toàn chưa đầy 30 giây là mấy cô lên đĩa ngồi nha. Khốn nạn như vậy. Ừ, tại sao chửi người ta? Trời ơi. Bây giờ là hiểu rồi. Có nghĩa là qua bên này để mà ăn bám của xã hội của Mỹ. Như vậy mà nhục, như cũng có nhục vậy mà cũng kể ra. Thì thôi, đến đây Lâm không có thèm nói chuyện cho cô nữa. Tại vì cái cách cô nói chuyện, cái cách hành xử của cô, nó cũng không đúng của một người phụ nữ thuần tục của một người Việt Nam chúng ta. Thành ra bây giờ là cái nhân cách của cô đó biến mất rồi. Và hơn nữa là cô cũng chạy theo cái đồng tiền, cái tài sản của Vũ Linh, cái sự ảo tưởng của cô, mấy cô mấy chú của Hồng Loan. Thành ra bây giờ mấy cô mấy chị này là cũng đánh đồng luôn, là có nghĩa là đồng hội đồng tiền, thành ra không còn cái nhân cách gì nữa để mà nói. Thì thôi, đến đây Nguyễn Đức Long cũng xin thành thật cảm ơn đại gia đình chúng ta đã quan tâm theo dõi cái bản tin của buổi sáng hôm nay. À, mong cả nhà quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của Nguyễn Đức Long hàng ngày bằng cách chia sẻ, ủng hộ hoặc like, bình luận những lời bình luận tích cực nhất để động viên Nguyễn Đức Long. Nguyễn Đức Long có tinh thần vững chắc, và đồng thời nữa Nguyễn Đức Long sẽ tiếp tục với cái câu chuyện drama này, và đem cái lời nói của mình, đem theo cái kiến thức của mình sẽ phản biện lại với những cái đối thủ mà nặng ký ở phía bên kênh quý vị nhé. Nguyễn Đức Long xin chân thành cảm ơn rất nhiều và kính chúc quý vị một ngày mới thật bình an, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Xin kính chào.